cứ lấy coi ngoài này. Anh cứ bắn còi của em căng đét luôn, không cần phải làm đít, nghe anh cũng hay luôn. Em một đôi vé mưa của Hilo FG nữa. FG, ok, với gì nữa anh? Em cái chắn thùng không? Chắn thùng, chắn bùn thùng anh, ok anh. Xong luôn. Chắc là chuyến sau của anh lấy mất, vé mưa Hilo đang hết. Để chuyến sau em qua rồi. Hương nhá. Hương nhá, ok anh. Có nhà đời 2020 hả anh? 21 luôn. Euro 4 đấy. 2 triệu 2 của anh nữa. Anh đọc cho em số tài khoản đấy. Đây ạ, anh bắn cho em cao này thu hoặc là Nguyễn Thị Thoa không được. Một trong hai cái. Ok anh, xong. Em cảm ơn anh nhá. Để bắt đợt tới qua thì lấy ủ em cái về mưa cả dáng cái gì đinh tinh thì cho xe qua. Đợt tới lúc mà xe đi qua thì vào đây là làm vài thứ nữa. Anh cảm ơn anh rồi. Đồ thì nhiều lắm, em không bày ra hết được đâu. Anh phải nói em mới cầm ra cơ. Một ghế một riếc rồi bọc vô lăng mai kia qua ủng hộ em. Ok ok. Dạ. Ốp gương các thứ nữa. Có hết đầy đủ hết ạ, tay gương tay cùng. Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh nhiều ạ. Anh yêu anh trai nhiều các bạn nhá. Đang Hà Nội thì đang rất là mưa gió luôn. Anh trai thì xe thì vừa mới lấy xong. Đó, xe anh trai vừa lấy xong. Hilo. Đó, anh trai thì qua ủng hộ luôn. Cặp còi này các bạn này, còi hơi 1m70 phân loại 1, một đôi chắn bùn Thái, mới đẹp luôn. Anh, xe gì nhỉ? Xe gì? Này, của Su Lăng Tạ, anh chế à? Su Lăng Tạ anh chế à?